Nhiều người tức giận đã tràn vào trang cá nhân của Quang Sự để mắng chửi, thậm chí là xúc phạm anh. Trước tình huống này, nam diễn viên đã lên tiếng để giải thích và mong muốn mọi người bình tĩnh lại. Quang Sự chia sẻ, tôi luôn tôn trọng nguyên tắc của bạn diễn. Đồng thời, bản thân tôi cũng có quy chuẩn riêng cho mình. Với phim truyền hình, tôi hạn chế tối đa những yếu tố người lớn như hở da thịt, cảnh nóng. Sau thành công của Gia đình mình vui bất thình lình, Quang Sự tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Trạm cứu hộ trái tim. Nhân vật Nghĩa do anh thủ vai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả, đặc biệt là trong những tập gần đây. Mở đầu phim, Nghĩa hiện lên như một người chồng lý tưởng, chung thủy, yêu thương vợ con, hết lòng hỗ trợ gia đình vợ. Anh chinh phục hoàn toàn trái tim Ngân Hà và xây dựng niềm tin vững chắc nơi cô. Tuy nhiên, chỉ sau vài tập phim, vỏ bọc hoàn hảo của Nghĩa dần sụp đổ. Mối quan hệ ngoài luồng với An Nhiên cùng đứa con chung và kế hoạch trả thù gia đình Ngân Hà dần hé lộ. Đến tập 12, Nghĩa chính thức lột mặt nạ. Anh sắp xếp mọi thứ vào đúng ngày sinh nhật của Ngân Hà để phơi bày sự thật. Nỗi đau tột cùng ập đến khi Ngân Hà nhận ra bản thân chỉ là quân cờ trong kế hoạch trả thù của người chồng từng đầu gối tay ấp. Ngay sau khi tập phim lên sóng, hàng nghìn bình luận với nhiều ý kiến trái chiều đã được khán giả để lại. Phim liên tục đẩy các nhân vật vào những tình huống éo le, bi thương, khiến người xem cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Một số hành động của nhân vật phản diện được cho là quá phi lý, thiếu tính thuyết phục, gây ức chế cho người xem. Phim khai thác nhiều tình tiết tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình khiến người xem phẫn nộ và bất bình. Diễn viên Quang Sự đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn Nghĩa trong phim Trạm cứu hộ trái tim. Về phân đoạn lật mặt với Hà, Quang Sự cho biết đây là phân đoạn đinh của cả hai nhân vật, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Anh đồng tình với phản ứng của khán giả dành cho Nghĩa, cho rằng việc lên án, căm phẫn nhân vật này là hoàn toàn hợp lý. Quang Sự cũng lường trước được phản ứng này từ khi đọc kịch bản. Anh trân trọng cảm xúc của người xem và cho rằng việc bị ném đá là chứng tỏ mọi người có xem phim và quan tâm tới nhân vật. Nam diễn viên lý giải nhân vật Nghĩa có tâm lý phức tạp, đa nhân cách với nhiều sắc thái. Đây là yếu tố thu hút anh tham gia vào vai diễn này. Quang Sự chia sẻ anh cũng cảm thấy bất ngờ với những phản ứng tiêu cực từ một số khán giả, nhầm lẫn giữa phim với đời. Anh khuyên khán giả nên kiên nhẫn vì đây là dự án dài hơi, còn nhiều khúc mắc dần được hé mở ở giai đoạn sau. Khi những nút thắt được mở ra, khán giả sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về nhân vật này. Anh tin rằng khi nắm được cả câu chuyện, nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ về Nghĩa.
Quang Sự cho biết đây là lần đầu tiên anh hợp tác với Hồng Diễm và Lương Thu Trang. Quang Sự dành nhiều lời khen ngợi cho hai đồng nghiệp của mình. Anh cho biết cả Hồng Diễm và Lương Thu Trang đều có thâm niên trong nghề, tính chuyên nghiệp cao. Chúng tôi kết hợp rất suôn sẻ và luôn cố gắng để cho ra những thước phim chất lượng nhất. Anh cũng vui mừng khi nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả về những phân đoạn tình cảm với Hồng Diễm. Tuy nhiên, dù đóng vai vợ chồng, cảnh thân mật giữa hai nhân vật chỉ dừng lại ở mức độ ôm eo, hôn lên tay hay tóc. Quang Sự chia sẻ anh tôn trọng nguyên tắc của bạn diễn. Bản thân anh cũng có quy chuẩn riêng cho mình. Anh phân biệt rõ phim chiếu rạp và phim truyền hình. Với phim truyền hình, anh hạn chế tối đa những nhân vật phản diện, những phân đoạn hở da thịt, cảnh nóng. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng nhấn mạnh rằng khi đã nhận lời đóng phim, anh sẽ làm tròn trách nhiệm. Mỗi người có quan điểm làm nghề, nguyên tắc riêng và anh tôn trọng điều đó. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.